Ok, rồi làm nha mọi người. Rồi, mình sẽ có 3 cái, 13 nội dung cần phải làm. 1 á, làm rô 11. 2 mình ôn tiếp phần là giao động sống. Và 3 là học giáo khoa nha mọi người. Đây xong bài mới ha mọi người. Ok ha. Rồi, mọi người một cần mình nha. Đề số 1 có 30, đây sửa hết đề 1 ha mọi người. Rồi, đề 1 có 30. Làm được không? Làm chưa? Ồ, dưới bước này, bước này. Ok, làm chưa? Xong rồi. 31 đề sai ha, quên rồi. 31 đề sai sửa lại là trừ căn 2 đi. Ví dụ là trừ căn 2 nha, sửa lại đề 31 là trừ căn 2 nha, ít là trừ căn 2. Rồi bây giờ khoa 10 mọi người, bây giờ khoa 10 nha. 30 bây giờ mình có cái gì đây các bạn? Mình nên có một vật giao điều hòa đúng không? Và người ta cho mối quan hệ giữa tốc độ với gia tốc của mọi người. Vậy phương trình của mình là gì nhỉ? Cái dạng gì? V chia gì các bạn? V max tất cả gì mọi người? Bình cộng với gì các bạn? A chia cho A max tất cả bình bằng mấy? Bằng 1, ok ha. Rồi, vậy sau khi có này rồi, và người ta cho mình từng thời điểm luôn á, tức là khi chất điểm có tốc độ là 2 thì gia tốc là A. Khi chất điểm có tốc độ là 8 thì gia tốc là A phần mấy rồi? A phần 4, đúng không? Vậy thì mình rút ra được cái gì mọi người? Rút ra nè, rút ra được cái gì vậy? Rồi, nếu như tốc độ là 2 thì mình có là 2 phần V max tất cả bình cộng, nếu như gia tốc là A đúng không mọi người? Thì A, đó phần A max tất cả bình bằng mấy mọi người? Bằng mấy phạm? Phần 1 không? Đúng rồi. Rồi thứ hai nha, còn nếu như mà quỷ kia tốc độ là 8 thì mình có là 8 phần V max tất cả bình, đúng rồi, cộng cho A chia mấy lần mọi người? Nó A phần mấy? A phần 4 đúng không mọi người? Nghĩa là A phần 4 của A max tất cả bình phương bằng mấy mọi người? Bạn? Bằng 1. Vậy cái bài này nhìn cái dạng là biết mình phải làm gì mọi người? Giải một cái gì? Cái hệ đúng không? Đúng không? Nhưng mà vấn đề là nhiều người mình đang có bao nhiêu ẩn tổng cộng? Mình đang vừa có V max, mình vừa có A, mình vừa có A vậy bạn? A max. Vậy bây giờ mình giải làm thế nào? Ôi, mình giải làm thế nào đây mọi người? Mình sẽ cố gắng đưa về hai ẩn thôi. Bằng cách các bạn thấy hai cái phương trình này nó giống nhau yếu tố gì mọi người? Có phải là V max bình phương không? Đúng không? Thì mình sẽ đặt này. Đây là 1 chia V max bình. Vậy mình đặt luôn là cái hàm x đó mọi người, nó là 1 phần V max bình đúng không? Đúng không? Còn cái y á, mình đặt là gì vậy? Mình đặt ẩn luôn, mình đặt ẩn phụ với giải hệ á. Y là cái gì? Nó giống nhau gì vậy? A chia A vậy bạn? A chia A max y chang nhau không? Y chang luôn mọi người. Vậy mình đặt cái y lớn này mọi người ơi, nó là A chia cho A max tất cả bình phương. Đúng không? Đúng không? Và lúc này mình có được gì đây mọi người? Vậy mình có là 2 bình phương là mấy? 2 mình là và 4 đúng rồi, 2 là 4 à. Rồi, 4 4x đúng không? 1 phần với mắt mình hết rồi. Cộng cái này là gì? Mình đặt cái đóng này là gì luôn mọi người? Là y rồi đúng không? Bằng 1 không? 1 phương trình. Phương trình thứ hai á, mình có 8 rồi mọi người. 8 bình phương là mấy? 8 bình phương là 6 mấy? 6 bình phương đúng rồi. 1 phần với mắt mình hết. Cộng 1 phần 4 bình phương là gì đây? 4 mình là 16. Mình có là 1 phần 16y. 1 phần 16y hay vừa ai? Bạn bằng 1. Vậy từ đây mọi người giải mình định hệ rồi. Đúng không? Từ đây giải cách gì vậy? Đúng không ạ? Rồi, dưới đây nha. Được gì? Tức là ít là mấy nhỉ? Sửa lại đề con số 21. 21 sửa lại đề x bằng trừ căn 2. Nhiều là ít là gì vậy mọi người? 1 phần 68 đúng không bạn? Và mình đã đặt x bên trên cái ẩn phụ của mình á, là biến thành là 1 phần V gì ra? 1 phần V max bình đúng không mọi người? Đúng không? Vậy là mình lấy căn khá là ra. Vậy V max bình là căn nhiều rồi. Lấy căn số 8 đúng không? Nó là 2 căn 10 7. Vậy đáp án chúng ta ở đây là câu gì mọi người? Bài nó hơi toán xíu nè. Rồi, một bạn lên 31 thì nó dễ hơn nhiều. 31 Huy làm chứng minh. Vậy là mấy cái gì sẽ đúng đề rồi nè. Cái thắng luôn cái gì vậy? Ừ.
lên bài đóng bài đóng xong thì ở chị ông ơi, trong mấy con trời mình có A rồi kìa, mình có A rồi, quốc liền luôn. A mẫn gì, A mẫn gì, A mẫn gì, đúng không? Ừ, có A mình vô mình ít rồi đúng không, mình rút ra được ít liền luôn nè. Ok, tìm omega, và hai là từ công thức tổng hợp thời gian tìm biên độ A. Rồi xong hết bài cũng đi chơi đúng không ạ? Dễ quá. Rồi đó là câu 31 mọi người, vậy mình kết thúc phần ôn liên quan đến thể thức độc lập thời gian nha các bạn ơi. Đó là mình nói lại nha, thể thức độc lập là mình chỉ cần là một đại lượng là mình tìm ra được hai nước còn lại, nhớ mọi người, nó là x và a, thấy không? Mình tìm được liền nha mọi người, nhớ cái vụ này các bạn. Ok ha, bạn Huy làm tốt rồi đó. Omega là b, rồi mình tính được biên độ A là 2 rồi, là hai còn hai hai công thức đúng không? Rồi. Rồi ok, bây giờ mình cùng nhau tiếp tục các bạn ơi. Bây giờ mình qua nội dung ôn thứ hai, đó là bài toán về thời gian nha mọi người. Trời ơi, nó dở quá đã. Rồi, bây giờ bài toán về trục thời gian mọi người, bạn nào quên thì bây giờ mình sẽ ghi chú hôm nay các bạn về trục thời gian nha, mình ôn lại nha các bạn. Ok.
Và trước khi nghỉ ngày hôm nay, trước khi ra về ngày hôm nay, chúng ta sẽ trả bài phần này nha mọi người. Mình phải học thuộc trục thời gian. Đúng không ạ? Thuộc chưa? Từ cân bằng là A trên 2. Từ cân bằng là A trên 2. Từ cân bằng là A trên 3 trên 2. Thuộc rõ cái này. Thuộc chưa? Huy thuộc cái Huy. Thuộc chưa? Thuộc chưa? Thuộc không? Thuộc không? Thuộc không? Em ok ha. Rồi bây giờ mình qua dạng thứ hai, mọi người bạn tính thời gian nha mọi người. Đề số 1 và đề mà nửa đầu đề 2 sẽ là tính thời gian không luôn á, nếu bạn coi mình cái này mọi người. Bây giờ trước khi bắt đầu cái này á thì bây giờ mình nói sơ về bài toán thời gian ha mọi người. Thành thuộc chưa Thành? Thuộc chưa? Rồi chắc thôi. Chắc nha. Rồi ok, bây giờ coi mọi người bây giờ. Rồi bây giờ một vật đang dao động điều hòa đó mọi người, đang dao động qua lại. Và bây giờ mình có biên mọi người. Rồi đây là biên dương đi. Rồi 1 2 3 4 5 đây là biên âm đi. Ok ạ. À. Rồi mình có bao nhiêu vị trí đặc biệt nhá. Mình có mấy vị trí đặc biệt. Ba, thứ nhất đó là chỗ gì vậy bạn? A chia 2 là 1, 2 là nhiều người. A căn 2 chia 2 là 2 và 3 là gì các bạn? A căn 3 chia 2. Ok ha. Đây là các vị trí đặc biệt của mình. Nhớ mọi người, đây ha. Đối xứng qua địa trang không khác gì hết. Rồi bây giờ nghe mọi người, gì vật chạy nhanh nhất qua đâu? Qua cân bằng, vật đổi chiều ở hai gì các bạn? Hai biên, gia tốc đổi chiều ở đâu các bạn? Ở cân bằng, nhớ giờ gia tốc đổi chiều ở cân bằng nha, những lý thuyết quan trọng vậy, mình nhớ nè. Rồi bây giờ tiếp luôn nè mọi người ơi. Vậy bây giờ mình có thời gian vật đi từ cân bằng ra biên mất bao lâu? Cân bằng nha, mà đi ra biên á thì thời gian mình cần tốn là bao nhiêu các bạn? T chia 4, ok, tốt nè, này nhớ nè. Rồi bây giờ tiếp mọi người giữ thời gian đặc biệt nha. Mình chỉ có 3 cái thử thời gian đặc biệt thôi. Một là T phần mấy nhá? T phần 12, T phần 8 và T phần 6. Ok ha. Rồi bây giờ từ cân bằng ra A trên 2 mình sẽ mất một khoảng thời gian là T chia mấy vậy? T chia 12 là 1. Rồi, từ cân bằng ra A căn 2 trên 2 á, đây là cái chỗ đẹp nhất của mình luôn. Là bao nhiêu mọi người? T chia mấy? T chia 8. Đúng không ạ? Ok không? Đầu nha. Đầu chỗ mình rồi. Rồi từ cân bằng ra A căn 3 trên 2 thì bao nhiêu các bạn? T chia 6. Đúng không? Ok mọi người, hãy nhớ nha, bắt buộc phải nhớ ha. Rồi mình quay mình vòng đầu ngược lại mọi người. Rồi, vòng đầu ngược lại. Nếu như ta đi từ biên về tới A căn 3 trên 2 quá gần nên thời gian nó sẽ là gì mọi người? T chia 12. Cái thằng đẹp nhất đó là A căn 2 trên 2 là đầu ra đầu vô nó đều là nhiêu á? T chia 8. Và từ biên mà về A trên 2 thì quá xa đi nên nó sẽ là T phần 6. Ok mọi người, đây là các khoảng thời gian đặc biệt nha. Phải nhớ nha. Cuối giờ đứng cửa có hai anh đứng đầu cửa và mình trả lời được thì về. Đúng rồi, chút nữa chứ đi về. Nhớ nha, không buồn cái này không về nha, nói rồi nè. Chứ chị học tới đây chưa? Chứ chị học tới chưa? Học tới rồi đúng không? Ok, những bạn học tới rồi thành ra nè. Rồi bây giờ nói là nó, nhìn thì bây giờ mọi người câu 22 mọi người ơi. Khi các bạn thuộc chục thời gian rồi đó, mấy câu này là nó câu mũi mọi người, kỳ dễ khủng biết kiếp. Dễ điên luôn, đúng không? Đúng không? Dễ. Rồi bây giờ câu 32, thì 32 mình làm một vòng. Mình không cần vẽ hình cũng biết nữa. Vật đi từ vị trí A trên 2 theo chiều âm tới vị trí trừ A trên 2. Rồi, A trên 2 mà muốn qua trừ A trên 2 đúng không? Rồi, ok ha. Không, dễ mọi người bị lú. A trên 2 tới trừ A trên 2 thì thời gian của mình có đi từ đây đến đây nào? Nhiều T chia mấy? T chia 10? 12. Từ cân bằng ra A trên 2 T chia mấy? 12. Vậy tổng là T chia? T chia 6, nó bán mình là câu. Đúng không? 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 Cô bạn phải phút điểm danh đó. Một con 47 chữ x chữ nhật to. Cô dạng xuống xong rồi đảo mở thang ra cái gì
mình. Chơi dữ quá. 32 33 Rồi, 33 nha, 33. Rồi, bây giờ 1 người 33, 1 người 33. Thôi, bây giờ 33, 33 là 10 ơi, 33. Vật, thời gian vật có vận tốc cực đại. Vật có vận tốc cực đại ở đâu vậy ta? Ở đâu, ở đâu các bạn? Ở đâu thì vận tốc cực đại? Nhớ nha, vận tốc như mình. Nó nào vậy mình? Vận tốc mà cực đại ở đâu? Cân bằng chưa đủ theo chiều dương, ok ha. Và tới khi vật đổi chiều chuyển động lần thứ hai. Rồi bây giờ vật đổi chiều chuyển động lần hai mà đổi chiều chuyển động ở đâu các bạn? Ra biên không? Rồi vận tốc cực đại đã cân bằng rồi. Rồi lần này là lần thứ mấy? Thứ nhất. Xong nó phải làm gì các bạn? Quanh đầu xe về âm hai rồi. Âm A rồi. Vậy hỏi nè, từ cân bằng mà ra biên là tê phần mấy à? Tê phần từ mà khoảng thời gian giữa hai biên liên tục là tê phần mấy rồi? Tê phần hai rồi. Đúng rồi, tê phần hai rồi, nửa chu kỳ. Vậy thì tổng thời gian của mình được là mấy vậy? 3 tê phần từ, vậy đáp án mình là câu gì luôn? Câu A. 33 34 đó, chỉ cần vẽ trục thời gian ra là xong nha. Vì cái bài này mình chỉ cần vẽ cái trục thời gian là mình mỉm cười thôi nha mọi người. Ok, mình nói lại một nữa nha. Chứ mình nói một cái này rồi các bạn ơi, mình có điều chỉnh lại cái link record lại. Là mình đã sắp xếp tất cả mọi thứ theo đúng bài luôn rồi mọi người ơi. Và trong đó có dùng tài liệu gì, nội dung hôm đó học bài gì, mình có ghi đủ luôn. Nên là trong quá trình các bạn học ở trường á, các bạn group á đúng không, group lên này group rồi nha, mấy bạn ở trường á, các bạn nào mới vào một vài tuần á, các bạn không có thời gian đi phụ đạo nhiều á, thì mọi người giúp mình một việc là lên đây dò nội dung thấy không, mình mọi người muốn học về cái gì, viết phương trình đúng không, đây 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 là viết phương trình thấy không, mọi người xem gì mình cái link thẳng thẳng là mình đã có ghi đầy đủ tất cả ha. Ok ha, mình có tài liệu luôn ha mọi người. Và bên dưới này nó có những cái như là comment soon thấy không. Ok, đó là những cái bài bài 4 mức cộng hưởng. Ngon cái này hỏi này. Rồi sửa cái đề giữa khóa, cuối khóa cũng có hình xui luôn. Nhưng mà có liên đề sẵn rồi, với lại là mình có mấy cái đề thi giữa kỳ của các trường ở đây nè mọi người. Ok, mình sẽ sửa trong thời gian tới nha mọi người. Nên là mọi người nhớ xem cái link record này mọi người. Mình có ghi rất là đầy đủ trong này trong group luôn đấy mọi người. Nhớ nha, mình đã gửi cái link này vô group best rồi ha. Group Facebook nữa, các bạn có vô group Facebook hết chưa? Ok ha, vậy ở đây mình có, ở đây là cái chương 2 của tài sống hay không? Và bạn nào mà mất đề cương hay chưa có đề cương gì á, trong đây nó cũng có link đề cương cho mọi người luôn rồi. Đây là thấy như mình 34 công nghệ hiện đại. 34 34 mọi người ơi, thời gian vật có vận tốc cực đại đến khi gia tốc cực đại lần đầu. Vận tốc cực đại là ở đâu? Cũng là ở cân bằng theo chiều gì bạn? Chiều dương. Gia tốc cực đại ở đâu? Biên âm biên dương. Biên âm biên sao vậy? Bì A bằng trừ ôm bình nhân gì? X nói gì trừ không? Gia tốc cũng max thì X phải sao bạn? Phải min rồi. Min là biên âm đúng không? Ok ha, vậy đây mọi người ơi, nó tới đây là chưa tới, nó phải tới dòng gì đây là lần thứ mấy? Lần thứ nhất. Từ lúc vận tốc cực đại đến khi gia tốc cực đại lần đầu tiên luôn. Là đây không? Ok, vậy đáp án bài này cũng là như luôn. Y chang bên trên là ta tê chi mấy? Chi 4. Và đáp án của mình đó là câu gì bạn? Câu câu A. Phải không? Vậy cái chục thời gian là xong rồi. 35 rồi 35 khoảng thời gian ngắn nhất vật đi giữa hai vị trí 0,5 căn 3 ủa 0,5 căn 3 là vị trí gì
không năm căn ba là gì vậy? Ờ, là a căn ba trên hai đúng không? Không năm căn ba nó là a căn ba phần mấy ạ? Phần hai không? Và mọi người nhìn nè mọi người, nó là a căn ba trên hai, vậy thì mình có cái gì ở đây? Ờ, thì coi em đi, đi giữa hai lần liên tiếp đúng không? Nghĩa là từ đây nó đi ra đâu? Từ đây đi ra đâu liên tiếp vậy? Đi ra bên xuống sau rồi nó vòng về là đúng hai lần liên tiếp chưa? Vậy giờ hỏi đây nha, từ a căn 3 căn 2 mà ra biên là t phần mấy, nghĩa là chúng nhau bạn? T phần 12. Vậy đáp án mình là mấy lần t chia 12? 2 lần t chia 12 là mình được là t phần mấy? T phần 6, đáp án mình là phụ đề. Bà làm, đúng không? Dễ quá à, dễ quá. 36 như cô em. Đúng, đúng không? 18. 18 thôi. 18 mới quay à. 36. Rồi vì 36 người, 36 là một dạng cũng thời gian luôn. Nhưng mọi người chú ý cho mình 36 một cái, nó cho phương trình. Đầu tiên tính cho mình chu kỳ T là mấy cái đi? 36 á, chu kỳ T cho mình đi. T là gì? Omega là pi rồi, vậy chu kỳ T là 2 giây, ok rồi tiếp. Bây giờ câu này á, mình có một người cái gì các bạn ơi? À, mình có ly độ x bằng 8 cos pi t trừ pi 6. Vậy thì cái biên độ mình là nhiêu? Biên độ mình làm nhiêu vậy? Bao nhiêu lại là 8 là trừ 8 không? Đúng không? Và ban đầu vật ở vị trí ai mà giỏi á thì nhớ luôn, trừ vị trí 6 trên vòng tròn tự giác là nằm ở dưới đúng không? Nó là vị trí gì vậy? A căn 3 phần mấy? Phần 2. Còn bạn nào chưa quen thì dễ lắm, muốn biết ban đầu ở vị trí nào người ta làm việc gì? Thế T bằng mấy vậy đây? Thế T bằng không bất bạn không? Dùng thế là 8 cos trừ vị trí 6. Có mấy tính dùng được á. Đúng không rồi? Pha co ban đầu rồi. Ở ban đầu vật đang ở vị trí nào này? Ở T bằng không vật đang ở vị trí nào? 8 cos trừ vị trí 6 mình được là bao nhiêu? 4 căn căn 3 đúng không? Vậy ok, vậy ban đầu mình là 4 căn 3 rồi. Rồi ban đầu đây là 4 căn 3 mà 4 căn 3 nó biết mình nghe mùi vị trí gì, mình hít được vị trí gì? A căn 3 chi mấy? Ủa sao biết được? Đánh hơi số gì? Số căn 3 đúng không? Mình thử được căn 3 nên dẫn đến là mình nói đây A căn 3 căn 2. Mọi người tính mà giải được ra căn 2 thì mình thử được cái số là A căn 2 căn 2 đúng rồi. Còn số nữa thì cũng dễ nhìn quá rồi ha. Rồi ok, vậy đây là vị trí A căn 3 phần 2. Và hỏi luôn, nếu như vậy thì T bằng 0, vật đang đi theo chiều gì? Về lá dương hay âm? Sao biết dương? Vì phi nó âm. Đó lại nha, phi âm thì về dương, còn phi dương thì về vậy. Về âm, dễ là về âm. Rồi ok, vậy nó từ đây nó lết xác theo chiều âm. Và đề bài yêu cầu rằng là nó đi qua cân bằng lần đầu tiên tại thời điểm nào? Phi âm thì về dương. Xin lỗi. Rồi, về dương. Vậy bây giờ đề bài hỏi là nó đi qua cân bằng lần đầu tiên ở đâu đúng không? Vậy bây giờ nói nè, đây là A căn 3 căn 2, nó muốn tới cân bằng thì đừng bảng nha, đừng bảng nha. Nó muốn tới cân bằng thì nó đi ra đâu chứ? Đi ra biên hay gì vô chứ không? Sau khi ra biên rồi nó làm gì vậy bạn? Nó vòng ngược về và tới đây mới là cân bằng một không? Đúng rồi. Đi hay gì vô chứ mà, vậy nó mất thời gian bao lâu? A căn 3 căn 2 mà ra biên là T chia mấy? T chia 10? 12. Và từ biên vòng ngược về là T phần mấy? T phần 4 rồi. Vậy tổng đáp án của mình nó sẽ là T phần 12 cộng T phần mấy? T phần 4. Rồi bấm các bạn được bao nhiêu? Được bao nhiêu? Oreo review, anh
0.6 hả? À. Nhân được chu kỳ chưa? Mấy tờ đây này, đây là mấy tờ? T/3 T/3. Nếu là T/3 thì là 2/3 giây đúng không? T là 2 giây. Vậy đáp án mình nó là tô á. Ủa đê kìa, 2/3 vậy ạ. T/3 đúng không? Đúng không? Mà T là 2 rồi mà. Thì 2/3 giây thôi, đáp án mình là cô đê thôi. 8D đúng không? 37 tương tự là thử. Kiểm tra em trường nhớ sạc mà ăn cái gì giữ kỳ, nhớ cái gì kỳ trên chính nè, ráng trên chính này có quà hôm nay, quà mới mấy đi con sợ đi hai về còn bé 2 triệu không à, chờ bán tao bán mình nghe có mạng nữa đúng không, mạng tháng 12 hả? Ờ được giữ kỳ, giữ kỳ thôi không được, trời ơi, giữ kỳ điểm chính nó nhiều lắm, giữ kỳ 10 điểm đi, giữ kỳ 10 điểm là cho một vé không mày, một vé mà mày đúng không mày, đủ, vậy mà mày giữ kỳ 10 điểm nha, thì có một vé mà mày nha, đúng không, trời ơi, kiếm tính yêu là, trời ơi, bởi mày một cái lý dễ, trời ơi, 700 ngàn vé đó bên trai, bố thầy, lần trước hẹn lấy nợ, Đi coi nhớ nha, chốt nha, chốt nha, trời ơi, về công bố rất liền, thi cửa kỳ 10 điểm là điểm thành phố Bà Màng, thi cuối kỳ mà 10 điểm, ủa, thi cuối kỳ 10 điểm là mình còn có, nè mình có tuổi hồng, mình có vé phép, mình có vé của rất nhiều nơi, nhưng mà 10 điểm mới đã, chắc mình phải không? Anh có cho tuổi hồng. Năm nay trường thầy cũng có nên là thầy lấy giấy trường thầy. Thầy khôn quá. 37. Chừng đời. 37. Rồi cho bộ kèo điều hòa hai bài hơi với biên độ là 10. Với biên độ là 10. Vật bi qua bi, ôi trời dễ, trời cũng dễ khủng, dễ khủng. Tên bằng không gì nào? Dễ, có tên gì ta? Tên thật đúng không? Rồi, tên bằng không gì nào? Để, let's go. Thế vô, tên bằng phối bằng mấy? Bằng 5. Bằng 5. Rồi, bằng 5 đi hết chiều nào thì chiều dương bởi vì phi âm đúng rồi, ok. Rồi, đố bạn biết đây là vị trí đặc biệt gì? Ok, A phần 2 mà nó hỏi là thời gian đi từ đây ra đâu? Ra biên, nghĩa là từ đây đúng không? Nó lớp tới đây, tên chi mấy? Tên chi 6, ok ha. Về đề bài tính là chu kỳ là bao nhiêu? Là 2 đúng không? Đúng rồi, ok ha, thì nên bằng 2 phần 6 là 1 phần 3. Ok, đáp án là câu gì? Câu C. Đó, ok. Đó, vô nhịp đúng không? Vô nhịp đúng không? Nhịp nhàng chưa? Được mấy hôm nhịp nhàng là ok. Rồi, tiếp luôn.
bạn nữ sau lưng. Đôi mình có gái không vậy? Được không, được không? Rồi bây giờ mình tiếp tục nha, bây giờ mình sẽ coi là mình ô. Ôi, ban đầu tên bằng bao nhiêu vậy cô gái? Ban đầu á, ở dưới nào? Tên bằng 0, ở dưới nào? Nam sang và đi gì nào luôn? Dương đúng không? Bởi vì pha của nó âm đó mọi người, ok ha. Rồi bằng 5 gì đây là vị trí gì cô gái? 5 là vị trí gì? A phần 2, ok ha. Nó kêu là vật đi qua vận tốc cực tiểu lần thứ 2. À, tốc độ tiểu. Tốc độ cực tiểu bằng mấy biết không? Tốc độ cực tiểu nha. Tốc độ là luôn dương đúng không? Mà nó luôn lớn bằng 0 thì nó nhỏ nhất là bằng mấy? Bằng 0. Bằng 0 thì khi nào bằng 0? Khi qua biên, đúng rồi, ok ha. Lần thứ 2 người rồi, ok ha. Từ đây đi lên biên đi theo chiều dương rồi đúng không? Thì đi lên biên dương lần 1. Sau đó nó phải dòng về phía biên gì? Biên âm lần thứ 2 thì mới đủ 2 lần tốc độ không. Rồi vậy cô gái ơi, vậy từ A chim 2 ra biên là T chim mấy? A phần 2 mà ra biên thời gian là T phần 6, ok ha. Và từ biên này tới biên kia là T phần 2. Vậy cộng là chim 2 nó nghe á. Cộng này có thể gì? Bây giờ cũng có 2T phần 3 mà chu kỳ T mình là 2 giây, nó bán mình là 4 phần 3 giây, nó bán mình 8 E. Câu E. Bà chính luôn một cái rồi, bà chính luôn. Sao biết đó vậy mọi người? Nó có cái dấu hiệu là căn mấy? Căn 2 không? Nên cái đó thời gian của nó là 4 căn 2. 4 căn 2 nó là A căn 2 chia 2. Và âm 4 căn 3 là cái gì luôn? Ok, nó là trừ A căn 3 trên 2 đúng không? Rồi, nó là trừ A căn 3 trên 2. Rồi, bây giờ thời gian vật đi từ đây ra tới đây mất bao nhiêu lần T ra? A căn 2 trên 2 về các bạn là T chia mấy? Căn 2 trên 2 gì các bạn là T chia mấy? T chi 8 nè, good nè. Rồi tiếp từ đây mà đi về A căn 3 chi 2 là T chi mấy? 8 hay 6? 6 ok ha, là T chi 6 ok đúng rồi nè. Vậy mình cộng 2 T là được bao nhiêu? T chi 7 T chi mấy?
mấy? 7T phần 24. 7T phần 24. Mà em có chu kỳ T là gì? Nhìn omega. Omega 7 pi rồi. Vậy chu kỳ T là mày? Chu kỳ T là gì? Omega là 7 pi rồi. Chu kỳ là 20 omega. Thì là 2 phần mấy? 2 phần 7 đúng không? Rồi nhân ra 7 phần 24. Đáp án mình là 1 phần 10. 12 vậy? Đáp án của mình là đâu? Để đâu cơ đồ án làm được rồi. Rồi 40 không thi đâu. Nên là 40 bạn làm được thì mọi người đã nhớ công thức quá giỏi đó là đáp án là câu gì vậy? Có 10 đúng không? Là làm nhớ công thức một ôi ạc xin một ôi ạc tốt thì ra cụ bề nào. Ok, good, good, good. Rồi. Chắc hay vẫn cái đề. Rồi mở sóng luôn rồi. Hết đề 1. Hôm sau mình sẽ sửa đề 2 mọi người ơi. Mình có 4 đề lận nha mọi người, cố gắng nè, tính thi giữa kỳ, ngồi cầm tầm 1 tháng mới thi giữa kỳ rồi. Cuối tháng 10. Cuối tháng 10. Còn tháng nữa đúng không? À, đề 2, đề 3 mình sẽ đẩy nhận, mình sẽ để đẩy lẹ đề số 2 nha mọi người, các bạn về nhà các bạn làm kỹ mình đề 2 nè. Trang 24 nè mọi người. Ủa phải phải hít
Rồi 2.1 giây hướng dẫn nè. Rồi mọi người coi mình 2.1 giây nha mọi người. Rồi đây là cái dạng bài nó hơi mới chút xíu mọi người, mọi người để ý nó không quá khó đấy mọi người nha. Rồi thứ nhất, trước khi làm câu này á, mọi người để ý mình cái mình có bao nhiêu loại về mặt phần pha mọi người. Mấy loại là pha đây? 3 loại chính đúng không? 1 mọi người. 2 3. Rồi nếu như cùng pha thì D bằng gì các bạn? D bằng gì ạ? K lần lam gì? Lam đà. Còn nếu ngược pha thì D bằng gì các bạn? K cộng 0.5 lắm lam đà. Và còn lại nếu vuông pha thì D bằng gì? K cộng 0.5 lam đà chia mấy? Chia 2. Ok ha mọi người. Rồi giờ vừa coi mọi người, vậy bây giờ đối với bài này á, là bài này người ta cho mình là một cái mũi nhọn S tạo sóng AB cách nhau 10 cm, và khi AB cách nhau 10 cm thì về mặt pha của nó như thế nào các bạn? Đọc đề này nó ghi là pha sao ta? Pha của chúng luôn vậy bạn, ngược pha nhau. Và khi nó nói là luôn ngược pha nhau thì đồng nghĩa với việc đó là mình sẽ là gì? K cộng 0.5 lần đào. Và bây giờ đề bài yêu cầu là mình cho tốc độ truyền sóng. Ồ, tốc độ truyền sóng cho một giá trị. Mà nó cho gì vậy? Một khoảng giá trị, ok mọi người. Rồi highlight cái đó mọi người. Tốc độ truyền sóng có gì? Từ 0.8 tới 1m trên giây. Giúp mình thêm dấu bằng luôn mọi người. 0.8 nhỏ bằng B, nhỏ bằng 1. Thêm dấu bằng luôn. Dấu bằng là dấu máy. Nhỏ bằng dấu bằng nhỏ bằng A, dấu bằng nhỏ bằng A. Đó qua. Rồi thế bạn em người rồi nó. Vậy bài này là bài toán liên quan đến lại á, nó gọi là chạy điều kiện đúng không ơi, nó không có một cái giá trị xác định đúng không? Nói cách nó gọi là chạy điều kiện. Có nghĩa là gì? Nghĩa là cái vận tốc nó không có một giá trị mà nó một giải giá trị lần. Nhưng mình chú ý rằng trong các công thức này cái con số K là số gì? Nó phải nhận số gì bạn người ạ? Số nguyên rồi. Vậy bây giờ mình muốn rút ra được cái giá trị chạy khoảng vậy á thì mình phải rút ra được cái vận tốc về đúng không? Vậy bây giờ từ K cộng 0.5 lambda này làm sao mình lòi được V? Mình lòi V bằng cách nào? Ok, lambda cái là bằng gì rồi? Lambda cái là bằng gì vậy? V chia với bạn? Chia F rồi. Và bây giờ mọi người muốn lòi V đúng không mọi người? Để mình chạy được điều kiện thì từ đây các bạn rút ra được V bằng gì? Rút về nha. Rồi rút về rồi nhiều ơi. D bằng cái này rồi. Vậy V bằng cách nào? Với mẫu mình nhân chia lên thôi. Làm được là D nhân nhiều rồi. DF chia cho K cộng 0. Thấy nào. Và D của mình đơn vị đang là gì vậy? 10 xăng đúng rồi. F là mấy? F là 20. Vậy là 10 nhân 20 mình được cái này rồi. 200 chia cho K cộng 0.5. Nghĩa là cái vận tốc V của mình, mọi người thấy không? Mình tính bằng 200 phần K chia 0.5. Vậy rõ ràng cái vận tốc mình rút ra được á, cái vận tốc này có phải là một cái gì không mọi người? Không. Nó theo K mình đúng không? Mà mọi người ơi, hỏi này nha.
200 thì đơn vị đang là cái gì? Nó đang là cm nha. Vậy dẫn đến vận tốc để cho khoảng gì? Mét không? Rồi ngó ha mọi người, vậy đây là vận tốc cho K rồi. Nhưng K là số nguyên đúng rồi. Mình phải tìm điều kiện của gì vậy? Của K. Bằng cách nào cái vận tốc này nó luôn nhỏ hơn mấy? Mà lớn hơn mấy? Không phải 80, không phải sai rồi. Phải là bao nhiêu bạn? 80. Bởi vì cái đơn vị ở đây là cm rồi. Thì cái mét trên giây các bạn cũng phải đổi ra cm trên giây luôn cho nó đồng nhất đơn vị. Ok không? Vậy là lớn bằng mấy này? 80 và nhỏ không bạn? Một cái này đổi ra 1 với bằng 1. 100 không? Và từ đây mình suy ra được K chạy từ mấy tới mấy? Giải được cái bất phương trình này không? Giải sao vậy? Giải thầy đấy. Tự nhiên khờ toán ngang. Bây giờ giải toán sao? Toán học, mọi người ơi, toán học mọi người. Lỡ xô môn lý là môn toán chắc cũng được chứ nhờ. Được không? Hay không được luôn hai môn. Rồi bây giờ ngó. Nhìn. Dễ lắm. Dễ mà. Chèn vế đi. Được, chèn vế đi. Tính đi. Thì mình có 200 này đúng không? Chia cho K cộng 0.5. Nhỏ bằng 100 không? Mình là chuyển chỗ xuống. 200 chia 100 nhỏ bằng K cộng 0.5 không? 200 chia cho là 1 đúng không? Đổi vế qua thì là K lớn bằng 1.5 đúng không? Đúng không? Mình chen vế lại, được chưa? Mình giải. Ok. Rồi nào vẫn nó chưa thông suốt và vẫn khờ thì nhìn nè. Nhìn nha. Rút tính ra. Rồi rút ra nha, rồi. Rút ra xếp xôn mọi người, ngại nguồn chi. Rồi che vế này lại. Nhập 200 chia K cộng 5 bằng 100 xếp xôn này. Nhớ lại rồi, xếp xôn tới phải 200 chia K cộng 5 bằng 100 xếp xôn nhiều. Mấy? 1.5 ok rồi, 1.5 đây nha. Rồi tiếp, mình khoan ghi dấu nha. Rồi tiếp chem này, xếp xôn lên mấy bên kia. 80 bằng 200 chia K cộng 5. Mấy? Bằng 2 đúng không? Rồi, nhưng mà K thì không thể nào mà nó K nó nằm giữa hai số đúng không mọi người? Nên là mình đảo dấu lại. Mình dễ hiểu mà. Cái này đang ở dưới mẫu đúng không mọi người? Khi mình đảo thì cái mốc phương trình nó bị đảo chiều lại. Ok ha, vậy mình tỏ đi. Vậy dẫn đến K mình là số nguyên, vậy mình dẫn K là mấy? K là số nguyên nha mọi người. Ok ha, K là số nguyên thì mình dẫn K bằng 2. Vậy thì với K bằng 2 thì tốc độ truyền sóng V của mình bằng gì mọi người? Rồi thay vào trên luôn, V bằng 200 chia cho 2 cộng 0.5. Được gì? 0.8. Đúng không? Rồi, đáp án của mình là câu A. Rồi, một kinh nghiệm khi làm bài này. Bài này đề cho điều kiện gì thì mình rút cái đó ra. Ví dụ, nghe nha. Bài này nó cho mình cái khoảng chạy của vận tốc đúng không? Đúng rồi, nó cho mình khoảng chạy vận tốc đúng không? Nó cho mình khoảng vận tốc thì mình rút vận tốc. Còn ví dụ câu 2.1K đi, nó cho khoảng chạy của cái gì? Tần số thì mình ngược lại, mình rút cái gì ra thì tính K rồi. Rút tần số ra, ok không? Rút tần số để mình chạy điều kiện được, nhớ nha.
Vì 2.1k mà gọi y chang như vậy luôn, nó cho vận tốc là 2 chiều. Và điểm M này là dao động như nào? Về mặt pha nó sao lại? Cùng gì? Cùng pha, phải D bằng K lắm. Rồi, vậy dưới thực làm nè. Chứ có phải vậy đâu. Xong rồi 9 câu 10 làm hết rồi mới ra chơi. Tần số của mình là 20 hẹn. Còn cao bằng 2 thì tần số mình là bao nhiêu vậy? 40. Đáp án của mình là câu rồi.
quên. Ok. Rồi, bô trái. Từng cái hồi khủng. Lên bảng nha. Lên bảng câu 9. Cái gút quá này, quá. Câu 9, câu 9, câu 9. Tù xì hai đứa lên cô chín. Sí. Sao số 2 là đi đi mẫu số 2 bay cũng bay điện tử. Không biết đấy đấy đúng rồi mà đi. Tức là lên ghép đúng không? Chỉ là 2 phần F, B phần 2 F, tức là 2 B phần F được. Thì 2 như mẫu mà. K cộng 0.55 đàn. Ôi, cái là vuông pha ông nội ơi. Ngược pha là có chi 2. Bố chi 2 đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lâm đa chia hai lâm đa b cứ rút 1/2 ra ngoài đi thì là b ghé là b phần hai ghé rồi ok chọn để chữ viết viết teo lại không nổi á bự bài phố gì đi đem ở cái nhà nhắc lên không đi nhớ luôn ok lên link này tự nếu cây khoảng đó thì lấy cây bằng máy lấy cái lên đỉnh đầu nè rồi bảy ca còn hai được lớn hơn 2.7 rồi mà đúng không, lớn 2.7 thì còn một cái chị thôi. Rồi căn 3 thay vô lấy mà mày. Chí khổ lắm. Cao hai đúng không? Mở ra đúng không? Đê có chưa? Hai có rồi. Thầy thắng đưa đầu rồi. Đơn vị của mình là đây là gì? Đơn vị của mình.
Rồi, xong. À, 11 y chang nha, một giờ được làm nha. Coi như xong. Được làm nha. Dễ không? Được mà. Nghe nha. Gặp bài toán này cho phải điều kiện á, cách làm mình luôn có cách thôi, mình rút nó ra. Nhớ là rút nó ra mình làm được. Được chưa? Rồi mình qua mình chế đồ. Rồi ok, đồ thị nha. Nhớ nha mọi người ơi, các bạn có quên bài thì mọi người đừng quên cái link record nha mọi người. Rồi ok, let's go. Bắt đầu mọi người, không phải thấy cái mình khác. Thấy rồi à. Không phải thấy hình ghê hơn. Có gì đâu ghê. Cái này đâu ghê bình thường. Đấy, đó. Có gì đâu mà khác. 2017 đó giờ. Ủa khác nhau không? Khác. Nhìn như trời trời. Khác lắm. Dạ hơn luôn rồi, được rồi, chốt vậy là coi. Giữ đi chà. Vô mọi người, ba cũng không. Giữ. Mọi người nhìn rớt gì ta. Ba giống sao? Ủa mấy làm sao thấy này làm đúng hết rồi đây. Dễ. Rồi bây giờ 3.6 rồi, 3.6. Sống hình xin như hình, đúng không? Tìm bước sống. Bước sống dễ quá. Nhiều.
Bữa sáng là nhiều. 50 ok à. Bước sóng là khoảng cách giữa hai vậy bạn. Hai đỉnh sóng với nhau ok. Rồi nhìn đồ thị ta có 3.6 cho 45 cho 10, cho 45, cho 45 cho 36. Rồi từ đồ thị ta có cái khoảng này nè, nó là 5 gì bạn? 50 xanh. Rồi xong. Đáp án của mình là câu A 50. Câu B, nếu chu kỳ là 1 thì tốc độ truyền sóng là bao nhiêu? Ủa B là gì? Lambda nhân lambda chia 10. Chia tay không? Đúng rồi. Rồi xong 50 cm trên dài. Ủa khó chi trời. Đúng không? Và khi x bằng 75 thì lúc này vận tốc của sóng là bao nhiêu? Nhìn nha, x mà 75 ở đâu rồi? Ở đây. Lúc này cái phần tử dao động này nó đang nằm ở đâu? Dưới biên gì? Biên hầm. Mở biên hầm thì phải làm mấy? Phần hồng. Ok ha, vậy chốt câu C, vận tốc của thằng này bao nhiêu? Đúng không? Hỏi gì? Nguyên 3.4. Ví dụ 3.4. Chấm từ. Rồi, coi bài chấm từ coi ai là bài chấm từ giỏi lắm. Siêu giỏi, ví dụ bài chấm từ luôn rồi. Bữa mình nộp thiếu một ví dụ á. Mình thầy làm hết, hầu như làm gần hết ví dụ rồi, mình có bài chấm từ. Giờ thêm bài chấm từ. Ủa, bài chấm từ cho nó giống trách nhiệm. Ủa, nó giống con này mà thầy. Giống 12 nãy ra chưa? Đã rồi. 21 sao? 21. Ok. Ủa có ai chưa có A3 cũng thích không? Có ai mà hết A3 cũng thích. Ai chưa có A3 cũng thích. Ai chưa có sơ đồ tư duy cũng thích. Ok. Rồi và 3.4. Cái khoảng này là 14 đúng không? Vậy bây giờ tìm bước sóng 10 ra nhìn nè mọi người. Vậy đầu tiên á, mình có cái đường đầu tiên trước là 10. Đường đầu tiên trước nha. Rồi đường xanh lá này thấy không? Đường xanh lá. Đường xanh lá, đường xanh này, đường xanh này là mấy lambda? Mấy lambda rồi? Lambda chi mấy? Chi 2 không? Đúng rồi, ok không? Rồi khúc này mà từ đây là từ cân bằng nè mọi người thấy không? Lên vị trí 2 là A chi mấy? A chi 2 là lambda, đặt tên phòng máy. Từ cân bằng A nha, từ cân bằng nha. Mà ra A chi 2 á thì là T chi mấy mọi người? Mà mình nói rồi, sóng nó có y chang với lambda. Một chu kỳ là một lambda đúng không? Nửa chu kỳ nửa lambda. Vậy nếu từ cân bằng ra A chia 2 đó, tốn T chia 12 thì cái khoảng cách trên phương truyền sóng của nó cũng là mấy luôn? Lambda chia 12. Một T một lambda mà. Vậy mình có lambda phần 2 cộng lambda phần 12 chính là mười mấy? 14 đó. Đúng không? Quá rõ ràng. Vậy từ đây mình xuyên được lambda là gì? Lambda là 24. Rồi xong. 3.5 là câu thị khó á. Câu này mình đã chỉ mọi người rồi nha. Nhớ nha, có khi thi đó nha mọi người. 3.5 nha. Đừng khai á, không thi câu này. À, hôm trước mình còn để câu coi hé. Này đây, câu coi hé có 20 là được câu coi hé không? Thầy có hé nè.
Đó, và cái gì mà có hé ở xuống. Có rồi. Có, à mình sẽ được mời là Ly coi. Thầy có hé nè. Ok, hôm bữa có một bạn làm được cái câu anh. Có Ly coi đi, Ly coi sắp tới. Chúc mừng bạn làm được bài của bữa. Ủa, rõ ràng. Đó, một Ly coi đi. Sao nó đi đặt ngang vậy? Ở shipper. Nó cứ Ly coi để cho cái túi mà để ngang vậy. Cái túi cách nhiệt đó sử dụng lâu dài đó. Rồi tiếp 3.6 xong, bây giờ bài 5. Bài 5 nha. Bài 5 này hôm qua kém thằng gì vậy đi. Ok, thằng Thế làm bài cái này. Hôm nay mẹ lên, hay qua 2 thì dễ làm sai. 5B 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 đúng không? Còn là bài 5 đây mọi người. Câu 5. Suy nghĩ. Rồi à, bài toán này mình có phương truyền sóng ở sóng truyền theo chiều dương của trục OX. Rồi đây chiều truyền sóng nè. Ở điểm T thì độ hệ dương rẻ. Bây giờ sẽ là P chia 4 thì sợi dây nó như thế nào? Câu gì? Nói con là đúng nha, cô B có chuyện sai á, chuyện mình mà không xong rồi không thấy anh hiếu luôn á. Cô A và 5A 5B nhận A Minh chọn A đúng không? Ok, đang nhận 5B 5B mình dạng lên nè hả? Ở chiều á, xí, chưa thấy như chiều. Dạ 5B thằng hùa, thằng hùa chắc vì ngó xung quanh cái nó giờ tay luôn. Ơi, 5B 5C đó, ok, mình nó khác biệt chút xíu. Đi chỗ A vẫn Nga đúng không? Vẫn Nga 5D rồi, ok, nó bán mình là câu gì mọi người? Ok, rồi, ok. Cô B cô B là một cái máy chính xác. Rồi bây giờ coi điểm M. Đố biết lúc này điểm M đang đi sao? Sóng truyền từ trái đến phải á thì điểm đằng sau nó sẽ bắt trước điểm đằng trước là ở trên đỉnh không? Vậy M lên đâu rồi? Lên đỉnh đúng không? Rồi mời em cho nó ngồi qua rồi em lên chỉ định nó ngồi qua rồi vậy tiếp mọi người. Bây giờ điểm M đang đi lên như vậy và nó đi sau T chi mấy? T chi 4 không mọi người? Đúng không? Vậy nghĩ là đây là điểm M nè. Nó lên trên đỉnh xong nó làm người nó tuột xuống. Có được quyền. Nó được quyền tuột xuống đây này không? Không vậy lố tới thành 4 rồi. Đúng mà nó không thể tuột xuống đây mà nó chỉ tuột đâu đó khoanh quanh vùng này mọi người. Vậy khu vực này nó có tọa độ x gì u gì u dương không? Tọa độ dương và đang giảm hay đang tăng rồi? Đang giảm nên bán được là đâu u bê luôn. Ôi rồi rồi xong đó là câu 5. Rồi câu 6 mọi người.
Câu 6. Câu 6 mình chọn câu gì đây? Câu 6 gì mọi người? Bây giờ câu 6 này các bạn đã có phương truyền sống chưa? Chưa. Chưa có. Ok, vậy xác định nha mọi người. Ok. Ok, hai rồi mọi người. Rồi mình có hai chiều, một là chiều sang phải, hai là chiều sang trái. Ai chọn chiều sang phải? Sống này chuyển sang phải giơ lên. Từ trái sang phải. Đúng rồi. Chiều sang phải là sang bên phải và chiều sang trái. Ok. Rồi bây giờ mình chọn chiều sang phải là số 1 nha. Sang trái là số 2. Nhớ nha, sang phải là số 1. Phải, sang phải là số 1. Sang trái là số 2. Rồi. Chọn gì? Dạng số 1, số 2. Rồi, đưa ngón lên số 1, số 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Số 3. Số 3. Số 1. Số 1 hay số 2? Số 2. Số 1, số 2. Số mấy giờ ngón lên nè, ngón đâu, ngón đâu, ngón đâu, ngón ngón luôn. Cục ngón nè. Khoa 9 ngón. Tới là số mấy? Số 2. Số? Số 2. Đồ, vì sao số 2 rồi? Ủa, nhìn nhìn đi, điểm mời em đi đâu? Đi xuống, bắt trước ai? Bắt trước cái đáy dưới này không? Nghĩa là sóng truyền từ phải sang cho bạn. Sang trái không? Cái điểm đằng trước, điểm đằng sau luôn bắt trước điểm trước nó. Mà này đi xuống là bắt trước điểm nào? Điểm đấy không? Mà nó bắt trước điểm này á, nghĩa là sóng truyền từ phải sang trái. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ok. Rồi, vậy sóng của mình truyền từ phải sang trái nha mọi người. Rồi, ok. Vậy nếu sóng truyền từ phải sang trái thì điểm N lúc này đang đi đâu? Lên đi xuống. Lên xuống. Đúng rồi, là điểm N, sao là điểm N lên xuống? N lúc này lên hay xuống vậy? Điểm N này, cái điểm trước đó là đây ở đâu vậy? Chưa đỉnh không? Nên điểm N đi đâu? Đi lên. Và nó đi lên bao lâu mọi người ơi? T phần 2. Đúng không? Làm đỡ giữa chu kỳ. Dễ đi từ dưới này, nó lên trên đỉnh rồi. Nó là dừng lại cái đỉnh không? Đủ T chia 2 chưa? Mới có hơn T phần 4 chút thôi, nó phải xả bạn ơi. Dòng về một chút không? Đúng rồi. Và khi dòng về một chút, nó có được quyền xuống dưới cân bằng không? Không, vậy là lố T chia 2 rồi. Đúng không? Tại vì cân bằng ra bi về cân bằng là T phần 2 tiêu rồi. Nó không được xuống cân bằng rồi đó, lưng vững này thôi. Và khi lưng vững này á, thì ly độ sẽ dương và đang đi xuống. Để ăn nhiều ra 20 thì 20 ra rồi hả? Riêu không? Ảo vậy? Ủa cái bán giờ dừng đi. Giờ dừng 20 dưới này. Giờ này nghèo quá nên chơi kèo không ạ? Có nào không chơi kèo? Kèo là khó. Chứ kèo nhớ ta, có lợi, giờ không có lợi trúng. Có 11, 12 con máy nhớ thôi, đổi tên đi nữa. Có 12 con máy nhớ mà. Nhớ hồi như hết luôn á. Dạ, nghĩ lúc mấy con máy nhớ là còn đi hết. Câu 11 ha. Thì đúng rồi, sẽ đi từ đây về sau, không có cái gì, sẽ đi từ đây về đi lại đây đi, chúng ta không có cái gì, nó đi mất xuống.
Rồi bây giờ đi một. Ơi một lắm đừng tự dấn lưng tâm bản thân mình đi. Một người là đập đầu vô gối. Một gì? Trời ơi khó lắm. Trời ơi khó chấn động luôn. 36 36 rồi ok ha. Và bây giờ mình có một chu kỳ T đúng không? Đúng không? Một chu kỳ T á mọi ơi, đây là một chu kỳ T chưa? Đúng không? Cùng âm đa. Tí, mấy âm đa nữa? Hai âm đa. Đúng không? Và từ cân bằng ra biên là T chi mấy? Lambda phần mấy rồi? Lambda phần phần từ. Còn hai góc phần trước là mấy lambda? Hai lambda. Và 2 lambda cộng lambda chia 4 bằng 3 mấy? 36. Đúng không? Một hình sin là một bước sóng. Hai hình sin là hai bước sóng không? Cộng thêm một miếng nhỏ nữa là lambda phần 4, đúng không ạ? Vậy suy được lambda là nhiêu? Rồi, suy được lambda là nhiêu mọi người? Rồi với mùi em là mấy à? Lâm đa là? Là nhiêu mùi? Là mấy? Bao nhiêu vậy Thành? Bao nhiêu vậy? 20. Em mắng 26 hả? 16. Đúng không? Ok. Rồi tiếp tục 11 sau 2, 12 rồi 12. Rồi 11 là tới 12. Ủa? 12 y chang công ty không 13 được rồi. Rồi câu qua 16 rồi, bây giờ 13. Rồi 13 tương tự y chang luôn. 13 sao đây? 12 giống rồi 13. Rồi đi 13, 12, 13. Thích cho mình D2 trừ D1 là 9 đúng không? Rồi cho D2 trừ D1 là 9. Cái khúc này là 9 nè. Đúng rồi. Rồi sao tiền chúng ta? Hai này đối xứng với nhau qua cái đỉnh đúng không? Đây là vị trí gì? Ngó tivi mọi người. Đây là vị trí gì? A chi mấy? A chi 2, ra viên thì thời gian bao nhiêu? T chi mấy? T chi 6. Nghĩa là lúc này dẫn đến điều á là cái khoảng cách từ đây đến đây là lambda phần mấy? Nó đã là T chi 6 rồi, mà cái này là lambda phần mấy mọi người? Lambda phần 6 đúng không? Rồi từ biên mà đi về A trên 2 nó cũng là T chia 6, là khoảng cách của mình cũng là lambda phần mấy luôn các bạn? Phần 6 không? Nói rồi nha, một chu kỳ một lambda, nửa chu kỳ cũng là nửa lambda. Vậy dẫn đến 959cm này là bằng mấy lambda phần 6? 2 lambda phần 6, nhiều cứ được lambda phần 6. Coi xưa là lambda phần là gì? 7 nè, 2 mấy? 27, ok, xong 13. 15 mọi người. Rồi câu cuối nghĩa là 15. Ôi đây bất cực của hàng hồi lâu nó xoáy là được hơn bất cứ cầu trong vài phút. Câu 15. Giờ nay xong rồi, mình làm xong rồi của bài này đấy nha mọi người. Giờ mình còn một dạng nâng cao siêu thôi.
Rồi, 15. Sóng truyền từ trái sang phải. Sóng truyền từ trái sang phải. Ô, trái phải, trái lấy phải. Chưa biết sóng truyền theo chiều nào. Và người ta bảo rằng là sóng hình xin có tần số 5 hẹt, sợi dây dài 2 mét. Ok, tính trước của mình cái gì kìa. Này 2 mét đúng không? Tính trước của mình lambda đi. Bao nhiêu lambda được? Nó là mấy hình xin này vậy? Hai hình xin rồi đúng không? Dễ là mấy lambda mà. 2 lambda, vậy siêu lambda bằng mấy mét? 1 mét. Vì có lambda rồi, vậy thì lúc này cái tốc độ chuyển sóng V của mình á là lambda nhân gì? Nhân F rồi. F là 5 rồi, nghĩa là mình có 5 mét trên trên dài. Đó, đáp án mình nó cũng là câu gì luôn. Câu B. Quên. Nó mấy cái dây mà, nghĩa là một là câu B hoặc là câu gì vậy? Câu A. Mình loại được đáp án gì? Loại C với D. Vậy bài này câu A hay câu B? Sao biết? Mấy hồ. Sao biết? Bây giờ giả sử nha. Giả sử nha, thử nha. Bây giờ chưa biết chiều nào thì mình giả sử chiều từ trái sang phải. Hỏi: nếu chiều truyền từ trái sang phải, điểm này lên hay xuống? Sao xuống? Ở trước đó đang ở dưới đúng không? Thì này đi, đi xuống. Từ trái sang phải thì điểm đằng sau bắt trước. Điểm đằng sau à, bắt trước thằng trước đó. Đằng trước, đằng dưới đi xuống. Còn này đi đâu? Này đi đâu mọi người, đi đó. Đi lên vì trước nó là cái gì vậy bạn? Cái đỉnh đâu? Rồi, này đi đâu? Xuống. Trước là cái đáy nè. Này đi đâu? Xuống luôn. Trước nó đang là cái gì? Cái đáy mà đúng không? Thằng này đi đâu? Lên vì trước nó là cái gì vậy? Đỉnh không? Thằng này đi đâu? Đi lên vì trước nó cũng là cái đỉnh không? Thằng này thì đi gì? Đi xuống vì nằm phía trước nó là cái đáy không? Đúng không? Đúng không? Và người ta yêu cầu là trong mấy điểm này có 4 điểm đang đi lên. Đếm đi mình coi có bao nhiêu đứa đang đi lên. 1 2 3. Vậy cái giả sử thì đúng hay sai? Sai. Đáp án không thể nào là chuyển sang phải được. Và đáp án của mình sẽ là chuyển từ phải sang sang trái. Đáp án mình là câu gì? Rồi thở. Thở nhé. Ừ, nghĩa là xíu quay lại.